Vũ trụ là một khoảng không gian vô cùng rộng lớn và bí ẩn. Nó chứa đựng vô vàn những điều kỳ diệu mà con người chưa thể khám phá hết. Do giới hạn của tốc độ ánh sáng, con người chỉ có thể quan sát được một phần rất nhỏ của vũ trụ. Phần vũ trụ mà con người có thể quan sát được gọi là vũ trụ quan sát được. Nghiên cứu thiên văn học hiện đại cho thấy, vũ trụ bắt nguồn từ một vụ nổ kỳ dị cách đây 13,8 tỷ năm. Kể từ đó đến nay, vũ trụ ngày càng giãn nở và phạm vi vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát được đã đạt tới khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Nhưng điều này không có nghĩa là vũ trụ chỉ lớn như vậy. Kích thước thực sự của vũ trụ có thể vượt xa sức tưởng tượng của con người. Khi người ta hỏi bên ngoài vũ trụ có gì, câu trả lời được các nhà khoa học đưa ra là bên ngoài không có thời gian và không gian, dường như đó là một khái niệm về hư vô. Nhưng vấn đề là sự giãn nở của vũ trụ vẫn đang tăng tốc, nghĩa là bên ngoài nhất định phải có không gian. Vậy bên ngoài vũ trụ là gì? Câu hỏi này đã được các nhà khoa học và triết gia tranh luận trong nhiều thế kỷ. Hiện tại vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Giả thuyết phổ biến nhất là bên ngoài vũ trụ không có gì cả. Vũ trụ là một thực thể khép kín và không có gì bên ngoài nó. Điều này có nghĩa là không có thời gian, không gian, vật chất hay năng lượng bên ngoài vũ trụ. Giả thuyết này dựa trên sự hiểu biết của chúng ta về vật lý hiện đại. Vũ trụ được cho là được tạo ra bởi vụ nổ Big Bang và kể từ đó nó đã không ngừng giãn nở. Sự giãn nở này đang tăng tốc và có thể sẽ khiến vũ trụ trở nên vô hạn. Nếu vũ trụ là vô hạn thì nó phải chứa tất cả các khả năng, bao gồm cả khả năng không có gì cả. Điều này có nghĩa là bên ngoài vũ trụ có thể là một không gian trống rỗng hoặc đơn giản là không có gì cả. Giả thuyết thứ hai là vũ trụ của chúng ta chỉ là một phần nhỏ của một vũ trụ lớn hơn, giống như một quả bóng bay trong một hộp bóng bay. Giả thuyết này dựa trên sự tồn tại của năng lượng tối là một thành phần bí ẩn của vũ trụ. Năng lượng tối có thể thúc đẩy sự giãn nở của vũ trụ và có thể khiến vũ trụ không ngừng mở rộng. Nếu năng lượng tối tồn tại thì nó có thể khiến vũ trụ mở rộng đến mức nó sẽ vượt qua ranh giới của chính nó. Khi điều này xảy ra, vũ trụ của chúng ta sẽ đi vào một vũ trụ khác. Giả thuyết thứ ba là bên ngoài vũ trụ là một thực tại hoàn toàn khác với thực tại của chúng ta. Thực tại này có thể có các quy luật vật lý khác với các quy luật của vũ trụ của chúng ta. Đây là một giả thuyết cho rằng có nhiều thực tại tồn tại song song với thực tại của chúng ta. Mỗi thực tại có thể có các quy luật vật lý và lịch sử riêng. Nếu đúng, thì bên ngoài vũ trụ có thể là một thực tại hoàn toàn khác, có các quy luật vật lý khác, hoặc thậm chí là có thể không có quy luật vật lý nào cả. Với sự ra đời của thuyết tương đối rộng, vũ trụ đã được nhìn nhận dưới một góc nhìn mới. Theo thuyết này, vũ trụ không phải là một thực thể tĩnh, mà là một quá trình năng động, không ngừng vận động và biến đổi. Vào năm 1927, Georges Lemaître, một linh mục công giáo kiêm nhà toán học và vũ trụ học người Bỉ, tại Viện Đại học Công giáo Louvain, còn đề xuất thêm giả thuyết nguyên tử nguyên thủy. Giả thuyết này thực ra là tiền thân của lý thuyết Big Bang. Trong khoảng thời gian này, Edwin Hubble quan sát thấy các vật thể ở xa đang chuyển động ra xa chúng ta với tốc độ nhanh hơn, củng cố ý tưởng rằng vũ trụ đang giãn nở. Sau này, lý thuyết tổng hợp nguyên thủy của nhà vật lý người Mỹ George Gamow đã được xác nhận trong sự phân bố của vật chất được quan sát bởi các kính thiên văn vô tuyến. Sự tồn tại của bức xạ nền vi sóng vũ trụ đã được dự đoán bởi Ralph Pfeffer và Robert Hermann và được xác nhận bởi các quan sát vào năm 1964 bởi Arno Penzias và Robert Wilson. Những quan sát này càng ủng hộ lý thuyết Big Bang, khiến nó chiếm ưu thế trong cộng đồng khoa học. Dựa trên dữ liệu quan sát và suy đoán, các nhà khoa học tin rằng vụ nổ lớn xảy ra khoảng 13,8 tỷ năm trước. Sự ra đời của vũ trụ và vũ trụ quan sát được có liên quan chặt chẽ với nhau, mỗi khoảnh khắc thể hiện giới hạn khả năng quan sát của con người. Ví dụ, vật thể xa nhất mà chúng ta hiện có thể quan sát được là thiên hà Sirius RED-Z130, cách chúng ta khoảng 13,4 tỷ năm ánh sáng. Dựa trên sự giãn nở của vũ trụ, nó thực sự nằm cách chúng ta khoảng 33,6 tỷ năm ánh sáng. Ngoài những hạn chế của việc quan sát ánh sáng khả kiến, chúng ta còn có thể quan sát bức xạ điện từ ở đầy đủ các bước sóng. Ngoài bức xạ nền vi sóng vũ trụ, chúng ta còn có thể sử dụng neutrino và sóng hấp dẫn làm phương pháp quan sát. Neutrino là những hạt cơ bản có khối lượng rất nhỏ, thậm chí có thể bằng không. Nó có khả năng xuyên qua vật chất với độ xuyên thấu cao, thậm chí có thể xuyên qua trái đất mà không bị hấp thụ. Chỉ một giây sau vụ nổ lớn, neutrino bắt đầu tách ra khỏi các hạt khác. Do đó,
Chúng có thể mang theo thông tin về vũ trụ từ những thời kỳ rất sớm, thậm chí từ những giây đầu tiên sau vụ nổ lớn. Sóng hấp dẫn cũng là một phương pháp quan sát quan trọng. Về mặt lý thuyết, chỉ cần chúng ta có thể nhận được sóng hấp dẫn vào thời điểm đó, thì chúng ta sẽ có thể hiểu được mọi thứ về vũ trụ kể từ khi nó ra đời. Theo thuyết Big Bang, không có gì bên ngoài vũ trụ, toàn bộ vũ trụ là sản phẩm của vụ nổ lớn, không thời gian và vật chất tồn tại bên trong vũ trụ, còn bên ngoài thì hỗn loạn. Nhưng các nhà khoa học không hài lòng với quan điểm này, họ hy vọng có thể xác minh được cấu trúc của vũ trụ bằng cách đo kích thước của nó. Theo các quan sát từ đài khảo sát bầu trời kỹ thuật số Sloan và vệ tinh Blank, vũ trụ dường như phẳng và vô hạn, không giống như quả cầu siêu phồng mà chúng ta nghĩ ban đầu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vũ trụ phẳng và mở. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng vũ trụ có thể cong và đóng ngoài phạm vi chúng ta có thể quan sát được bởi quy mô của vũ trụ quá lớn, nên hiện tại chúng ta chỉ có thể quan sát được khoảng 93 tỷ năm ánh sáng, vì vậy không thể xác định được vũ trụ đóng hay mở. Ngoài việc đo kích thước của vũ trụ, các nhà khoa học còn sử dụng các phương pháp như dao động âm thanh baryon để thu được thêm thông tin về vũ trụ. Theo những quan sát về dao động âm thanh baryon, vũ trụ thực sự có thể lớn hơn 15 triệu lần so với những gì chúng ta quan sát được. Kích thước thực sự của nó có thể đạt tới quy mô 23.000 tỷ năm ánh sáng. Điều này có nghĩa là có thể có một bong bóng không thời gian theo cấp số nhân trong vũ trụ, chứa nhiều vũ trụ tương tự như vũ trụ của chúng ta, với cùng các định luật vật lý, cấu trúc vật lý và điều kiện có thể hình thành nên sự sống phức tạp. Trong quá trình khám phá vũ trụ, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của năng lượng tối, một dạng năng lượng bí ẩn, chiếm khoảng 70% tổng năng lượng của vũ trụ. Nó có tác dụng đẩy các thiên hà ra xa nhau, khiến vũ trụ mở rộng với tốc độ tăng dần. Phát hiện này đã làm thay đổi quan niệm của các nhà khoa học về tương lai của vũ trụ. Trước đây, họ cho rằng vũ trụ sẽ giãn nở chậm lại và cuối cùng sẽ co lại, dẫn đến vụ co lớn. Tuy nhiên, với sự tồn tại của năng lượng tối, vũ trụ có thể tiếp tục giãn nở mãi mãi, cho đến khi các nguyên tử cuối cùng bị xé nát. Trong bối cảnh này, tương lai của vũ trụ trở nên đáng lo ngại. Ngay cả khi loại trừ khả năng xảy ra vụ co lớn, vũ trụ cuối cùng cũng sẽ đạt tới cái chết nhiệt. Đây là một trạng thái mà ở đó toàn bộ năng lượng hiện hữu trong vũ trụ được chuyển hóa thành nhiệt năng. Tại thời điểm này, vũ trụ sẽ trở nên tối tăm và lạnh lẽo,